với khả năng mày cũng phải tìm cái mà chết đi. Ôi, mày Thanh, bây giờ mình muốn đón nó về thì phải có cái gì mới mẻ một tí chứ. Đúng là cái nhà mình nó còn mục nát ra thế. Cái cửa còn không ra cái cửa. Ý là hôm trước cái thằng Apao nó bảo mình đi xuống xem cái cửa vân gỗ gì ở dưới xuôi đấy. Người ta bảo là làm cái đấy đẹp lắm. Chắc là mày Thanh nó sẽ thích đấy. Mình thử về mình xuống đấy mình xem xem. Đúng đấy. Cho anh đi xem cái chỗ 131 cái cửa thôn đấy. Để mình xem cái cửa hàng vân gỗ đấy mà. Thế nào mà không biết chỗ nào à? Thôi thôi, gọi để chỗ này mình đi tìm thôi. Lắm cái đi xe ôm cái ông này à. Ngoài thì không nên ngoài mấy tiền đấy. Mấy tiền? Cảm ơn gì? Hỏi xe ôm cũng không biết thế này. Đi xuống đi kia một tí nữa xem. Đi lên đi xuống đây. Cái nhà ai lại chọn cái cây giữa đường thế này? Đáng gì xem cái địa chỉ này mà thế nào khó tìm thế không biết được. À đây, mình phải đọc ở đây thì mình mới biết được là cái đây là số 131 chùa thôn. Chùa, lại còn chùa thông này thì chắc là lắm gỗ quý lắm này. Sao lại thép con gỗ mà lại chùa thông. Có hiểu. Thì không phải. Nó phải đăng ký cái chỗ cửa nhằm gỗ gì đấy. Có gần hay không hả chiếu? Không biết thế này thì xe ôm bằng chơi chơi à mà. Người gì mà không biết có nên hỏi thăm không? Chờ, không có biết gì đấy. Để cho hỏi thăm tí là cái chỗ văn phòng 446 đường La Thành, Sơn Tây, Hà Nội đấy. Số 131 chùa thông Sơn Tây có phải gần đây không? À, thế mới hỏi có việc gì? Đấy, là thế này này. Thấy bảo là cái chỗ này người ta làm được cái cửa giống gỗ nhưng mà lại không phải là cái gỗ ở trên dưới mình đấy mà nói chung là bảo nó bền mà không mối mọt thì cái gì mình thấy chín đó. Thế mày cho tao cái địa chỉ nó chỉ sao đấy thì 31 đấy mà 131 mà chùa thông mà rồi ngay đây mà. Thế thì tao đưa mày sao? Rõ ràng là chùa thông là người ta làm bằng gỗ thông rồi. Đây á, cửa hàng đây á. Chủ Cang ơi. Đây. Ơi, chào bác. Cảm ơn cái bác. Thôi. Bác có nhu cầu dùng cửa bên em ạ? Có nghĩa là mình có nhu cầu nhiều lắm. Nhưng mà có phải là cái chỗ này là cái chỗ mà sản xuất cái gỗ cửa thép vân gỗ cái cửa thép vân gỗ và cửa thép vân gỗ của công ty Gôn San thế là nhà máy được đặt ở dưới khu vực Phương Bình, Đan Phượng, Hà Nội. Và đây là cửa hàng giới thiệu sản phẩm của công ty. Và em là đại lý anh Kha. Vâng, em là phân phối khu vực trên này. Minh à, ông chủ. Vâng. Tổng đại lý á. Vâng, tổng. Chị nhà sân đây ạ. Vâng. Thế này mừng quái rồi. Đây là mình có vấn đề thế này đây. Là giúp cho cái mình gái là nhà đấy là cái cửa gỗ ở nhà mình này nó bị mục mọt hết đồ. Vâng. Thì nhiều lúc là hai vợ chồng nửa đêm nửa hôm là muốn riêng tư một tí là tòng tem đấy. Nhưng mà sợ nó tiếng kêu. Tiếng kêu của cửa nó làm thức trẻ con nó dậy nó treo. Chú hổ lại.
nó kêu cái cốc ca cốc kẹt đấy. Nhưng mà cái cửa mình thì nó có kêu mấy con cửa, cửa là cửa bên em cách âm rất tốt. Đóng mở cách âm rất tốt, nó có do cách âm này. Và chống cháy được. Lại còn chống cháy được nữa. Chống cháy nổ là được kết cấu bằng thép hai lớp. Và ở trong nó có chất liệu là cách âm, cái nhiệt là chất liệu hoàn con. Ừ. Đấy, chống cháy. Ừ. Và thế chỗ nào mà có cái công trình nó làm kiểu kiểu đấy thì mình cho mình lên đây nhìn xem ngắm qua xem có được không? À, ý anh có nghĩa là mình muốn xem là công trình thực tế đúng không ạ? Ừ, đúng rồi. Ta phải kiểm tra cái chất lượng như xem thế nào có đúng không chứ? Dạ vâng, đúng rồi. Thế là mời bác uống cốc nước xong em mời bác lên trên công trình mà em đang thi công. Vâng. Mày không phải lo đâu. Mày nói qua thế là ta đã thấy chín rồi. Bởi vì là ở đấy thì cứ chặt phá rừng là trốn tránh tránh rồi để thuê hết người, kéo người bác về rồi để xẻ ra rồi để lại còn làm công lắm, tốn tiền lắm. Còn lại còn lòng nhọc bị công ăn kiểm lông nó bắt cho thì phải chú tù đấy chứ rùa. Để là thế anh em mình đi lên trên công trình đang thi công. Ừ. Nhớ giúp cho vợ chồng mình cái món này các nhá. Đang cần cấp bách lắm đấy. Công trình đấy gần đây không? À, công trình đây ngay đây gần đây thôi anh, con đi vào dưới đi. Mày đi ô tô à? Vâng. Thôi mày cứ đi trước đi, tao chạy theo sau. Anh sang bên này hai anh em mình đi. Sang ngồi đây. Anh lên xe đây. Tao đi ô tô à? Vâng. Ôi, mở cái kia chứ. Ôi rồi. Cái tao. Ôi dồi ôi. Bên em nó có cửa em vẫn mở, vẫn sử dụng được chỗ hỏng đâu. Đâu có biết đâu. Đường đi ô tô à? Vâng. Ôi đấy thôi anh em mình đi lên trên công trình thực tế của em nhé. Ôi rồi rồi rồi. Vâng vâng. Ôi đây à? Ôi đây à? Ôi từ từ chứ đi, dặn thôi. Có vấn gì không? Không việc gì đâu, chỉ đau tí thôi. Công trình em đang thi công đây. Nhà to đẹp thế này thì bao giờ mình có tiền mà làm. Thế này thì đúng là mới nhìn là thấy thích rồi ấy. Bao giờ tao có tiền nhớ mày nguyên lại người ta như thế này nhá. Điện nói chơi thôi chứ có mà. Trừ khi là cứ chặt phá rừng công an kiểm lâm nó không bắt cho mình mới có tiền chứ. Đây, giới thiệu với anh đây là cửa bốn cánh. Ồ, vâng. Cái này là cũng bằng gỗ đấy vâng. Chứ chất lượng thép, cửa thép vân gỗ. Không phải là gỗ. Có nghĩa là cái này bằng thép, bằng sắt đấy. Vâng, bằng thép. Ôi, sao mà nó giống cái gỗ ở trên mình nhỏ thế chứ. Mà mày, cái này là mình vâng, huynh cứ đúc liền. Có nghĩa là đục, ép liền. Vâng. Gọi là đục liên tục đấy. Thì vâng. Nó mới ra được cái này đấy. Gỗ thì là đục, cái này là ép liền. Cái này cũng không phải được đục như thế. Đúng à? Rồi, ép lên. Ta lại cứ tưởng mày đục được như thế này thì cho tao luôn. Cái này nó là nguyên tấm. À. Vâng. Thế. Ui. Đây là mốc cửa sổ em. Đấy anh em thợ đang thi công. Đây là cái cửa sổ của mày đấy. Ôi ôi. Sao mày giống gỗ thế? Mày lắp cả cái kính à? Vâng vâng, lấy ánh sáng. Cái này thì nhớ cái vợ chồng tao tao mà lắp mà nó lại muốn xem trộm thế thì lộ hết á. À, cửa trong mà có xem chứ anh. À, đúng là cái người chơi xuôi nó khôn thật đấy, nó phát minh ra được những cái giống cái gỗ mà lại cũng phải đục đéo rồi thì mà nó ra cái này mà vẫn kém tao lắm, không dùng rượu bằng tao đâu. Đấy, hôm nào lên tao uống rượu. Tết có rảnh không? Ôi rồi rồi, Tết lúc nào ai chả rảnh. Ôi đấy, Tết lên nhớ lên tao uống rượu nha. Rồi. Biết cái này nó giống gỗ thế này rồi thì tao sẽ bảo cái cán bộ kiểm lâm đấy là mình nên làm thế này để còn giữ cái bảo vệ rừng đấy. Rồi. Đấy ngay đây tao bảo này. À. Thật sự là tao rất thích rồi. Bởi vì cái cửa thép vân gỗ của mày nó giống cái gỗ chân rừng tao thôi. Thì tao muốn mày làm cho tao một cái cửa để cửa thông phòng. Đấy mà mở ra mở vào nó không bị kéo cái đây, 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 kẹp đấy. Đây. Cách âm đấy. Không bao giờ nó vậy. Đúng rồi, nó kêu nó vậy. Đấy. Vâng. Đấy. Nó không bị kiểm tra cái kẹt nữa. Đấy, thống nhất là cho tao cái cửa như thế này nhá. Vâng. Với lại xem
mày đóng luôn cho tao một cái tủ lạnh bằng cái gỗ này đi. Không không không, cái này bên em chỉ làm được cửa thôi, tủ lạnh nhưng bên em không sản xuất được cái tủ lạnh nào nữa. Tao tưởng mày làm được cho tao cái tủ lạnh để tao mang về cho mày khoe mấy cái mẩy thanh cho nó oai. Đẹp mà. Vâng. Đấy, cứ thống nhất là làm cho tao cái cửa đấy. Vâng. Thì tiền nong thế nào không quan trọng đâu. Vâng. Nhưng mà mày cứ điện báo giá cho tao. Vâng. Thì là về anh bàn với chị nhá. Ờ. Rồi. Ôi, nhưng mà thôi. Lại thế nào anh, thế nào nữa? Tao không đi ô tô nữa đâu. Thế nào? Xài xe đi. Thôi, tí nữa tao bảo đang đệ tao nó làm đội trưởng đội xe ôm đấy, nó đến nó đèo tao về thôi. À, vâng, thế này. Nó bèn khoáy chứ. Nhưng mà mình có tiền đâu mà xuống đây lấy cái cửa thép Van Gogh đấy. Ôi, thôi mình... Nhưng mà mình là cái người không có tiền mà. Lo gì chuyện đắt với rẻ đấy. Ôi trời. Thôi, tính sau thôi. Bây giờ đi lên rừng đốn gỗ về mà làm thôi đã. Ở đấy, đéo mẹ ở rừng này toàn cây to mà. Những cái cây mà mình về mình thích làm cái gì thì làm. Ôi, rừng nhà mình mà gì phải lo. Học pháo à? Mày cứ lo cái gì cái công an kiểm lâm ấy. Tao bố kiểm lâm tao còn không sợ. Tao sợ lắm, kiểm lâm lên nó bắt là chết tao đấy. Mày không phải lo cái đấy. Đi làm thuê cho mày không được bao tiền mà nó bắt tao về thì vợ con tao chết đấy. Ôi, cái đấy á, mày cứ yên tâm đi. Mày cái nổ máy cưa sang bên kia mày cắt cho tao cái cây kia. Ờ, mày nó bắt là mày phải lo cho tao nhá. Mày không phải lo, bố kiểm lâm là bố tao mà. Còn kiểm là em trai tao đấy. Mày cứ phải lo cái đấy. Ơ này, à Bảo ơi, mày không phải lo đâu. Mày cứ cầm cái cưa của tao kia mày sang bên kia mày cắt cho tao cái cây đấy. Để tao xem cái cây này xem nào. Có lói liếc nó nhiều không đi. Này gỗ này phải nói là lâu năm rồi đấy. Quá lâu năm rồi đấy. Còn này tao về tao nào, ai chặt phá rừng đây. Tao dình mày bao nhiêu hôm nay rồi. Hôm nay bắt được quả tạ này. Chặt phá rừng. Mày bớt bắt lấy tài về đó nhé. Bớt tao ra. Tài nguyên của quốc gia, tài nguyên thiên nhiên mà dám chặt phá rừng thế này. Không. Gỗ của tao tao phải lấy chứ. Gỗ này là gỗ của anh. Đây, đây là bớt. Rừng quốc gia Ba Vì rừng được bảo vệ nhá. Rừng của tao mà. Tài này về luôn. Con nó giỏi về luôn. Giỏi về luôn. Nghe này. Trong đồi à. Bảo ơi. Mày chạy đây Bảo ơi. Bảo ơi mày chạy đây. Mày chạy đi! Dạy đây! Đi vào đây! Nghe đây! Cán bộ nhẹ tay tôi chứ! Anh ngồi đây! Bưng cười ra kìa! Này đó! Để nghe anh ngồi xuống! Phải quay nào! Ông ăn trộm chứ đừng có lưng nhằng! Đây nhá! Nói với cán bộ nhá! Rồi! Đây không vi phạm gì đâu! Tại sao lại anh chặt phá rừng trái phép là không vi phạm? Rừng của anh ngồi xuống. Tao không quên ngồi. Đây là rừng của tao. Thì tao có quyền tao chặt chứ. Đây là rừng, là tài nguyên của quốc gia. Rừng là rừng của anh. Bảo vệ rừng đây là rừng được bảo vệ, không phải rừng của anh. Rừng của nhà nước được bảo vệ là rừng của anh. Anh chỉ cứ vớ vẩn thôi. Này cán bộ này. Rồi. Này thì đôi tao nào cũng khó khăn tao làm liều thôi. Khó khăn thế nào lại khó khăn? Cái vợ tao rồi nó bỏ đi đấy. Nhà tao bây giờ là nó cũng chạy dưới rồi, cái cửa là nó còn hoảng đấy. Rồi. Thì tao mới bảo là thuê anh em là mày đi với tao là lên rừng mày chặt gỗ về để tao làm cái cửa để tao đoan cái mày thanh nó về. Là bây giờ đấy, như hôm qua đấy là nó bỏ tao nó xuống đường chuối rồi. Nó còn mang hết cả cái đồ chơi của tao đi. Mấy hôm nay tao không có cái gì mà chơi đây này. Chỉ chờ cái người chuối nó lại nghịch hết cái đồ chơi của vợ tao đây nó mang đi nên tao thì khổ tao lắm. Bây giờ tôi nói với anh thế này nhá. Bây giờ anh muốn sửa lại cửa đúng không? Đúng. Sửa lại cửa thì bây giờ rất nhiều cơ sở làm cửa. Không phải làm bằng gỗ. Trời. Làm bằng sắt thép cũng vẫn đẹp. Giả Vân gỗ. Chỉ nói tóm lại là cái gỗ của tao thì tao cứ lấy về thôi. Chỉ cái tôi đã nói với anh là đây là rừng của quốc gia được bảo vệ chứ không phải gỗ của dân. Sao anh không hiểu nhỉ? Thế thì đấy nhá, tao nói là cái
bàn ghế này có phải bằng gỗ không hay bằng cái thép chưa, để tao còn biết. Bàn ghế này là bằng gỗ. Thế thế sao? Cái cán bộ lấy để ngồi được mà trong này không lấy về tao ngồi được. Nhưng mà tôi nói với anh đây, cái gỗ này được khai thác là cần được cấp phép khai thác, anh hiểu không? Chứ không phải là khai thác trái phép nha anh. Cái phép là cái gì? Bố tao còn cho phép tao rồi mà. Cho tao lên cái rừng đấy để tao chặt cái cây đấy về để làm cửa. Ngày xưa đấy thì bố tao cũng toàn lên trên rừng đấy là chặt về để làm nhà cho tao bây giờ đấy. Giờ nó cái gỗ nó mục rồi thì đến lượt tao thì tao phải lên đấy rồi lấy chứ. Thôi, khả năng là ông này ông dân tộc ông chơi lầy lắm. Khả năng là bởi vì là hành vi của ông ấy khai thác chưa nhiều, nó bắt đầu đến rừng khai thác nên là khả năng là châm trước cho ông chưa. Thôi đấy, tôi lần này là anh là dừng ở mức hành vi nhá, chưa khai thác gỗ nên là tôi có thể châm trước cho anh được. Nhưng mà từ lần sau ấy là nhớ là không được lên rừng khai thác, được chưa? Không thế thì tao lại không có cái gì tao làm cửa cho đây, ông ra. Anh muốn làm cửa thì anh xuống cái địa chỉ này, nhớ chưa? Làm cửa bằng sắt chắc hơn gỗ mà rẻ hơn gỗ. Còn không bắt lên rừng khai thác gỗ thì bị bắt là đi tù đấy. Cửa thép vân gỗ. Nhớ chưa? Là dưới chỗ chợ huyện đấy á. Đúng rồi. Đây là cái địa chỉ mà đúng rồi, cái chỗ mà 131 chùa thôn đấy mà. Đúng rồi, dưới này rất nhiều mẫu cửa đẹp, anh thuế tha hồ mà chọn nhá. Chính tỏ là cái chỗ cửa hàng này cũng uy tín đấy. Mà cái hôm qua cái thằng ấy cũng đưa tao xuống đây tao xem thử cho mà mình thấy thích. Ôi trời ơi, cái cửa làm gỗ cũng công nhận là giống thật đấy. Đấy là cửa thép vân gỗ. Ôi chị ta cứ nói thế thì là nó rẻ hơn cả mình đi làm gỗ này à? Đúng rồi, mà nó hợp pháp với quy định của nhà nước, nó không trái phép, anh hiểu chưa? Ừ. Đấy, anh làm cửa đấy, anh xuống đấy anh làm. Ừ. Rất nhiều mẫu cửa đẹp. Ôi chị, cảm ơn cán bộ nhé. Rồi, lần này là tôi chấm trước cho anh nhá, lần sau mà còn tái phạm là tôi bắt tôi phạt tiền phạt tù luôn đấy. Nhớ chưa? Ờ được rồi, đây rút kinh nghiệm. Rồi, nói ok. Nói cán bộ là lần sau là mình có lấy gỗ thì mình cũng phải đi dấu dấu dấm dấm vào chỗ khác.